thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Hội nghị tiếp xúc cử tri của năm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 57 điểm cầu, trong đó có bao gồm 53 phường các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Tại các điểm cầu, những người tham gia hội nghị đều giữ khoảng cách theo quy định và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Cùng với các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã báo cáo chương trình hành động với các cử tri, trong đó nêu rõ những cam kết thực hiện quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu trúng cử Quốc hội khóa 15. Đó là liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan chức năng. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội cũng cam kết khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, sẽ yêu cầu các cơ quan tổ chức hữu quan có biện pháp cần thiết kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Tại hội nghị, các cử tri đã đóng góp ý kiến với các chương trình hành động của các ứng viên đại biểu Quốc hội với mong muốn, tùy vào nhiệm vụ công tác, lĩnh vực chuyên môn của cá nhân mình mà mỗi ứng cử viên đều có những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp vào những vấn đề lớn của đất nước, xứng đáng đại diện cho cử tri. Thay mặt các ứng viên tại đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri ba quận, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Đó là những ý kiến chân thành, tình cảm, nêu lên những vấn đề lớn của đất nước, của thủ đô, với một ý chí lớn là mong đất nước phát triển mạnh hơn, xứng đáng với vị trí của Việt Nam trên thế giới. Một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các ứng viên phải thường xuyên gắn bó với nhân dân, tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của mình để triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp được nhiều nhất cho đất nước, cho nhân dân. Cùng ngày, các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Cần Thơ, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xúc cử tri tại quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền và quận Cái Răng để trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo luật định. Giới thiệu chương trình hành động của mình với cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, song hành với đó là kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong 130 chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, có nhiều chương trình cụ thể để nhằm phát triển đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Thủ tướng nhận định, nút thắt lớn nhất phải gỡ để khu vực 20 triệu dân này phát triển tương xứng với tiềm năng chính là cơ chế, chính sách. Chính vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quan tâm hơn tới phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp để các địa phương trong vùng phát huy mạnh mẽ tiềm năng, cơ hội và lợi thế cạnh tranh trên tinh thần không trông chờ, ỷ lại mà phải tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình. Đối với Cần Thơ, Thủ tướng khẳng định sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vượt qua khó khăn, đưa thành phố tiếp tục phát triển để thực sự trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông, logistics của đồng bằng sông Cửu Long.